Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đắk Lắk sẽ trồng 20.000 hecta cà phê hữu cơ. Đồng Nai thu lãi mỗi năm 500 triệu đồng từ cây quýt đường. Ninh Bình triệt phá ổ cờ bạc quy mô lớn, bắt 39 đối tượng, thu hơn 1 tỷ đồng tiền mặt. Gia tăng số người tử vong do thuốc bảo vệ thực vật Marawat. Thưa quý vị, nằm trong chương trình phát triển cà phê có chứng nhận, từ nay đến năm 2020, tỉnh Đắk Lắk sẽ trồng 20.000 hecta cà phê hữu cơ, dự kiến sẽ giao cho 32 hợp tác xã nông nghiệp và khoảng 16.000 hộ nông dân của các huyện Cư Mờ Ga, Krông Bắc, Krông Búc, Krông Năng, Ia Hờ Leo, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện. Cà phê hữu cơ không sử dụng bất kỳ phân bón tổng hợp hay hóa chất nào trong quá trình sinh trưởng, phát triển và cho thành phẩm, mà chỉ sử dụng phân bón hữu cơ. Bên cạnh giá trị dinh dưỡng vượt trội thì giá cà phê hữu cơ cũng cao hơn so với giá cà phê thông thường. Tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 200.000 hecta cà phê. Hiện Đắk Lắk có gần 15.000 hộ và 32 hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ sản xuất cà phê bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế như 4C, UTZ, cà phê công bằng. Các nông hộ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê trong tỉnh đã sử dụng giống cà phê phối mới, chín muộn như TR6, TR14, TR15, TR16 trồng tái canh trên diện rộng. Cách làm này vừa thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những năm gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả, không phù hợp vùng đất của địa phương sang trồng cây quýt đường. Bước đầu, việc chuyển đổi này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Sau đợt bệnh chết nhanh trên cây cà phê và hồ tiêu, khu vườn 1,5 hecta này được ông Trần Văn Mỹ, ngụ ấp 1 xã Tà Lài, huyện Tân Phú chuyển đổi sang trồng 700 cây quýt đường. Qua vụ đầu tiên, năng suất trái đạt gần 40 tấn, thu lãi hơn 500 triệu đồng. Thấy cái năng suất cây quýt rất cao, hiệu quả đem về kinh tế cho cá nhân và gia đình rất cao. Theo ông Mỹ, cây quýt dễ trồng nhưng phải đủ nước tưới vào mùa khô, mùa mưa không để gặp úng. Chính vì vậy, ông đã đầu tư xây dựng hồ chứa nước và hệ thống tưới nước tiết kiệm quanh vườn. Hiện ông đang xử lý làm ra hoa trái phụ nên vườn cho thu hoạch quanh năm. Đây cũng là một mô hình cần được nhân rộng và được sự hỗ trợ của các ban ngành ở trên để duy trì và phát triển thêm những cái mô hình mới. Cây quýt đường đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng để loại cây trồng này phát triển bền vững, chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng cần có định hướng cho bà con nông dân, không nên trồng ồ ạt, tránh tình trạng trồng đồi chặt như những năm trước đây. Thưa quý vị, những ngày gần đây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện 2 ổ dịch cúm AH5N6 và tiến hành tiêu hủy trên 7.300 con gà bị nhiễm bệnh. Các ổ dịch này đều nằm ở thôn Tự Do, xã Tịnh Ân Đông, thành phố Quảng Ngãi, nơi có nhiều trang trại gia cầm được nuôi sát nhau với quy mô khá lớn. Nằm sát ổ dịch của hai hộ vừa bị tiêu hủy, anh Đặng Quang Hồng ở thôn Tự Do, xã Tịnh Ân Đông có trang trại hơn 2.000 con gà 1 tháng tuổi đang rất lo lắng. Bây giờ họ dịch tới thì mình nữa thì nó nằm không có dịch thì lo phun thuốc sát trùng liên tục để ngừa cái bệnh dịch nó lây lan. Trên địa bàn xã Tịnh Ân Đông, thành phố Quảng Ngãi hiện có hơn 70.000 con gia cầm, trong đó riêng tại thôn Tự Do nơi xuất hiện ổ dịch cúm H5N6 có đến hơn 35.000 con. Việc khử trùng, tiêu độc, khoanh vùng và dập dịch cần được khẩn trương thực hiện nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Có anh ở trạm bơm chỉ huy phụ trách cái địa bàn thì tiếp tục là vận động có các chủ hộ làm tốt các công tác là tiêu độc khử trùng. Ban chỉ huy thành phố sẽ ứng cái vắc xin của tỉnh để cho ban chỉ huy của xã tổ chức tiêm phòng các trẻ mà hiện nay là còn đương trong cái vùng dịch này. Ông Dương cho biết thêm, thành phố cũng sẽ kiểm tra, rà soát đàn gia cầm để hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử trùng trên địa bàn toàn thành phố nhằm phòng chống ổ dịch này lây lan ra diện rộng. Trong khi đó, thì dịch lở mồm long móng trên đàn trâu bò cũng bùng phát tại tỉnh Hà Tĩnh, khiến cho người nông dân vô cùng lo lắng, bởi đây không phải là lần đầu tiên dịch bệnh này xảy ra. Chính quyền địa phương và người dân đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống bệnh trên đàn trâu bò nhằm hạn chế lây lan. Khoảng đầu tháng 2, người chăn nuôi tại phường Đậu Liễu, thị xã Hồng Lĩnh phát hiện ổ dịch. Đàn bò xuất hiện những vết lở loét ở chân miệng và bỏ ăn trong nhiều ngày.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại một số địa phương khác của tỉnh Hà Tĩnh. Hiện toàn tỉnh có 23 con trâu bò bị mắc bệnh lở mồm long móng, chủ yếu tập trung ở các phường Đậu Liễu, Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh và xã Đức Lập, Đức Thuận, huyện Đức Thọ. Các biện pháp phòng dịch đang được chính quyền địa phương tích cực triển khai. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh, nguyên nhân xảy ra ổ dịch lần này là do diễn biến phức tạp của thời tiết kết hợp với các ổ dịch trước đây chưa được xử lý dứt điểm nên ổ dịch đã xuất hiện trở lại. Mới đây thì Phòng Tài nguyên nước khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa lấy mẫu nước kiểm tra tại Buôn Dù, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, phát hiện nước giếng bị nhiễm xăng dầu mỏ khoáng chứa hàm lượng là 88.660 mg/1 lít. Hiện đơn vị đang đợi kết quả kiểm tra của Sở Công Thương về việc chôn lấp bồn xăng dầu của các cửa hàng cạnh khu vực bị ô nhiễm. Từ đó, đơn vị sẽ xác định nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngầm để tìm biện pháp xử lý triệt để. Trước đó, vào khoảng tháng 8 năm 2016, các hộ dân ở đây khi đang sử dụng nước sinh hoạt thì phát hiện nước nổi nhiều lớp váng và có mùi rất khó chịu. Khi rửa mặt có nhiều chất dần bám vào da, đặc biệt khi ném tàn thuốc xuống thì nước bất ngờ bốc cháy. Thời gian gần đây, nhiều bạn trẻ làng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thoải mái leo, chui rào sắt vào hồ đá để chụp hình, câu cá, thậm chí còn nhảy tắm, mặc cho sự nguy hiểm luôn rình rập. Cuối năm 2016, cơ quan chức năng đã cho xây dựng hàng rào kiên cố bằng thép nhằm cấm mọi người vào bên trong hồ đá thuộc khu vực là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là nơi đây đã xảy ra nhiều vụ đuối nước. Tuy nhiên, thời gian gần đây, rất nhiều bạn trẻ mà chủ yếu là sinh viên đã phớt lờ đi biển cấm, tìm cách chui leo qua hàng rào sắt để vào phía bên trong hồ đá ngắm cảnh, dạo mát, chụp ảnh câu cá. Hàng ngày bắt đầu từ khoảng 3 giờ chiều, các bạn trẻ bắt đầu tìm tới hồ đá. Thời điểm này, dù trời nắng nóng nhưng ở khu vực hồ đá có gió khá to, nước trong xanh khiến nhiều người thích thú. Càng về chiều, số lượng người tới hồ tử thần càng đông. Ngày 18 tháng 2, Ban Quản lý Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 của Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên đã bắt đầu rào chắn vòng xoay Quách Thị Trang trước cửa chợ Bến Thành để chuẩn bị phá dỡ vòng xoay mang nhiều dấu ấn lịch sử này và thi công nhà ga ngầm Metro. Vòng xoay Quách Thị Trang tọa lạc ngay tại trung tâm của thành phố, nằm đối diện với cổng chính của chợ Bến Thành và trạm điều hành xe buýt. Đây là điểm giao nhau của nhiều tuyến đường lớn. Khu vực trung tâm của vòng xoay từng được đặt tượng đài liệt sĩ Quách Thị Trang và đã được di dời vào năm 2014. Vòng xoay Quách Thị Trang là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử, một trong những điểm nổi bật của cảnh quan toàn khu vực chợ Bến Thành, trung tâm của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh từ trước tới nay. Bây giờ là xóa bỏ làm tàu điện ngầm thì cái chỗ này không còn cái cũ nữa, mà người dân thì coi như cũng hơi tiếc, mất đi cái vẻ cổ xưa đó. Theo thiết kế, công trình nhà ga trung tâm Bến Thành quận nhất ở vị trí phía trước chợ Bến Thành, khu vực vòng xoay Quách Thị Trang và nối dài đến công viên 23 tháng 9, được xây dựng ở độ sâu khoảng 40 mét dưới lòng đất với 4 tầng ngầm. Ngoài chức năng đầu mối kết nối giao thông giữa các tuyến metro, nhà ga này còn có hệ thống thương mại dịch vụ. Kinh phí đầu tư xây dựng gần 1 tỷ đô la. Dự kiến sau khi hoàn thành ga ngầm metro Bến Thành vào năm 2020, khu vực vòng xoay Quách Thị Trang được xây thành quảng trường hiện đại. Thưa quý vị, với mong muốn tạo thêm dấu ấn cho du khách khi đến Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang tích cực triển khai các hoạt động để tháng 4 năm 2017 có thể mở cửa bán vé chương trình tham quan Đại Nội về đêm. Với những hoạt động phong phú và hấp dẫn, chương trình hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, thú vị trong không gian lung linh huyền ảo của Hoàng Cung về đêm. Chương trình tham quan Đại Nội về đêm sẽ tiến hành mở cửa cho các du khách thời gian từ 19 đến 22 giờ. Với những điểm nhấn trong việc sử dụng hiệu ứng ánh sáng, chương trình sẽ đưa du khách đến trải nghiệm không gian lung linh của Hoàng Cung Huế xưa và sống động với nhiều hoạt động nghi thức cung đình, biểu diễn nghệ thuật. Thì ngoài cái việc đi tham quan, khám phá, tìm hiểu, thì người ta sẽ có thêm một là được xem các cái hoạt động trưng bày triển lãm mà chúng tôi sẽ tăng cường bổ sung ngay trong cái đợt này. Thứ hai là các cái chương trình biểu diễn nghệ thuật. Trong đó cũng sẽ có ngoài các cái chương trình biểu diễn như là đại nhạc, tiểu nhạc, lễ đội gác thì sẽ có thêm trò chơi cung đình và đặc biệt là cái chương trình biểu diễn nghệ thuật ở cung trường xanh. Để tạo thêm sức hấp dẫn và đáp ứng nhu cầu của du khách, trung tâm cũng sẽ triển khai thêm nhiều hoạt động tái hiện kinh doanh dịch vụ mới tại phủ nội vụ. Là trung tâm chính trị của triều Nguyễn, Đại Nội Huế và các kiến trúc bên trong luôn là điểm đến không thể thiếu của du khách mỗi khi tham quan cố đô Huế trong nhiều năm qua. Với việc mở cửa Đại Nội về đêm cùng với nhiều giải pháp mạnh mẽ trong phát triển du lịch dịch vụ sẽ tạo nên sức hấp dẫn mới lạ phong phú cho du khách, đưa Thừa Thiên Huế trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của cả nước và khu vực.
Thưa quý vị, tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, có một người nghệ sĩ hàng ngày làm đẹp thêm cho tảo dài Việt Nam bằng những nét vẽ từ đôi tay tài hoa. Đó là chị Vũ Thị Hương Lan với tình yêu dành cho tảo dài truyền thống. Xuất thân từ một gia đình có cha là họa sĩ, chị Lan được học vẽ trước khi học chữ. Hơn 34 năm gắn bó với cậu vẽ, 15 năm làm giáo viên dạy vẽ, niềm đam mê hội họa như ăn sâu trong máu của chị. Mỗi tà áo dài được chị chăm chút với những nét vẽ mềm mại, uyển chuyển. Các chị em thấy là mặc những cái áo dài nó đơn điệu thì nó cảm thấy nó nhàm chán. Thì từ cái đó thì mình xuất phát ra một ý tưởng là sẽ làm mới lại cái áo dài của các chị em. Áo dài được vẽ bằng màu Iridis nên không hề bị phai màu sau mỗi lần giặt. Tính đơn giản hay phức tạp của họa tiết sẽ quyết định đến thời gian vẽ. Trung bình trong khoảng từ 1 đến 2 ngày, chị Lan có thể hoàn thành một chiếc áo dài vẽ tay. Tự nhiên khi mình mặc cái áo này ra, cái váy này ra là cảm thấy mình tự tin hẳn lên. Đấy, cảm thấy nó khác hơn, có cái gọi là mới hơn. Tà áo dài Việt Nam với chiều sâu văn hóa được chắt lọc qua nhiều thế hệ người Việt, vốn đã sang trọng thanh lịch. Giờ đây, được kết hợp với nét vẽ tài hoa của người nghệ sĩ, thì tà áo dài càng trở nên tinh tế hơn. Tiếp theo là các thông tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, vụ cướp hơn 700 triệu đồng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Nội, thành phố Huế xảy ra đã gần 3 tháng. Nghi can đã bị bắt, nhưng cho đến nay vụ việc vẫn là bài học cảnh giác đối với các ngân hàng trong việc bảo vệ an ninh an toàn tại các phòng giao dịch. Liên quan đến vụ việc này, ngày 18 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành thực nghiệm điều tra hiện trường vụ cướp. Việc dựng lại hiện trường được thực hiện trong khoảng gần 30 phút và thu hút sự quan tâm của nhiều người dân ở thành phố Huế. Tại buổi thực nghiệm hiện trường, nghi can Nguyễn Hoàng Tâm đã diễn lại hành vi cướp tiền đúng như những hình ảnh camera an ninh ghi được khi Tâm thực hiện vụ cướp. Như đã thông tin, vào khoảng 17 giờ ngày 6 tháng 12 năm 2016, tại phòng giao dịch Thành Nội của ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế xảy ra vụ cướp ngân hàng táo tợn. Vào thời điểm trên, khi các nhân viên ngân hàng đang kiểm đếm tiền, một đối tượng bịt khẩu trang đã mang súng bắn bi xông vào khống chế nhân viên rồi cướp đi 725 triệu đồng tiền mặt. Sau khi gây án, đối tượng đã lên xe máy rồi ga tẩu thoát. Sau nhiều ngày điều tra, công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác định nghi phạm thực hiện vụ cướp chấn động trên là Nguyễn Hoàng Tâm. Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12 năm 2016, cơ quan điều tra đã bắt giữ Tâm khi đối tượng này đang cùng vợ khai trương cửa hàng bán thực phẩm chức năng ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Ngày 19 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa phá chuyên án bắt giữ 39 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa, thu giữ hơn 1 tỷ đồng tiền mặt. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 1 tỷ đồng tiền mặt, 1 ô tô, 3 xe máy, 47 điện thoại di động, 3 kiếm các loại cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc. Đây là sới bạc đã hoạt động từ lâu do một số đối tượng tổ chức. Thủ đoạn hoạt động của sới bạc rất tinh vi, chúng thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc và mỗi canh bạc chúng chỉ đánh trong thời gian 2 giờ. Để đảm bảo cho việc đánh bạc, cửa ra vào thiết kế 3 lớp rất chắc chắn, có đối tượng cảnh giới, có hệ thống camera theo dõi người ra vào từ nhiều hướng. Vào ngày 19 tháng 2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ giết người cướp hơn 34 tấn thép xảy ra vào ngày 14 tháng 2. Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Minh Liêm và Trương Việt Cường, còn gọi là Sệ Lát, cùng ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, Liêm trước đây cũng lái xe đầu kéo. Do quen biết anh Chu Văn Phong cũng là lái xe đầu kéo, nên cùng nhau tìm cách bán bớt số thép anh Phong chở trên xe từ Hải Dương về Hà Nội ngày 14 tháng 2. Liêm có nhờ anh Phong cho Cường đi nhờ. Khi anh Phong dừng xe để cho Cường xuống, đã bị hai đối tượng trên khống chế giết và để xác nạn nhân tại chỗ nghỉ trong cabin. Sau đó, Liêm lái xe đi bán toàn bộ hơn 34 tấn thép cho một doanh nghiệp ở Hà Nội, được gần 30 triệu đồng, rồi bỏ xe lại trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Minh Liêm và Trương Việt Cường đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người. Ngày 18 tháng 2, Công an thành phố Huế cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Dương Thanh Tùng, sinh năm 1993, trú tại đường Bà Triệu về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào chiều ngày 17 tháng 2, Tùng đã lẻn vào một khu vực phòng trọ trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội để phá khóa, lấy trộm 3 chiếc laptop và một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, Tùng còn khai nhận thêm, ngày 10 tháng 2, Tùng còn đột nhập vào phòng trọ khác ở phường Xuân Phú lấy trộm 1 chiếc điện thoại. Tổng giá trị tài sản Tùng trộm cắp ước tính khoảng 38 triệu đồng. Được biết, Tùng là đối tượng nghiện ma túy và có một tiền án trộm cắp tài sản. Ngày 18 tháng 2, Công an thành phố Hải Dương đã khởi tố Nguyễn Thị Mai, trú phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, Mai bị bắt quả tang khi đang bán một gói heroin cho Nguyễn Văn Duy, trú phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.
Sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Thị May đã tự giao nộp 15 gói heroin khác có tổng trọng lượng 21,6 gram. May là đối tượng hiện đang quản thi hành án phạt 11 năm tù cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy. May khai nhận thường tham gia vận chuyển ma túy từ 14 năm trước đây nên đã quen cách liên hệ lấy hàng để mua ma túy. Đối tượng chuyên mua ma túy từ Hải Phòng về Hải Dương tiêu thụ. Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai thành phố Hà Nội cho biết, ngày nào tại đây cũng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu do ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat. Điều đáng nói là tỷ lệ tử vong do ngộ độc thuốc này rất cao, có thể lên đến 90%. Trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 1.000 trường hợp tử vong vì ngộ độc thuốc diệt cỏ này. Đây là một trong số 3 bệnh nhân hiện đang điều trị ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat ở Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai với tình trạng rất nặng. Gia đình cho biết vì áp lực trong học tập mà nạn nhân đã uống loại thuốc này. Tôi phát hiện như thế là tôi cho cháu đi bệnh viện ngay. Thì bây giờ thì gọi là còn nước còn tát thôi. Tôi cũng không biết được con tôi sống như thế nào nữa. Mà lại mãi có cứu được không? Theo các bác sĩ, thuốc diệt cỏ Paraquat khi đã đưa vào cơ thể con người qua đường miệng thì 90% các bệnh nhân đều có nguy cơ tử vong. Khi bị nhiễm độc, các bệnh nhân có thể tử vong trong thời gian từ 3 đến 5 ngày, có khi là sau 3 tháng. Thì không có bất kỳ một biện pháp nào có thể can thiệp được. Phần lớn các bệnh nhân sẽ rơi vào thể gọi là thể nặng. Thì sẽ lúc đầu cũng có biểu hiện nôn mửa như thế, đau rát miệng họng. Đấy. Và bệnh nhân thường sẽ có sơ phổi, phổi sẽ bị tổn thương và sơ nặng dần lên liên tục, không dừng lại và không có cách nào chúng ta dừng cái bệnh lại được. Đấy. Và bởi vì là phổi nó cũng tổn thương nặng liên tục, nặng dần lên. Trước thực trạng độc tố và nguy hiểm với sức khỏe của con người, mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Paraquat ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, số thuốc được nhập được xử lý như thế nào thì chưa ai biết, chỉ biết rằng gánh nặng tự tử bằng Paraquat sẽ vẫn còn hiện hữu. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Quảng Ngãi khai quật khảo cổ khẩn cấp tháp núi Búc. Đồng Nai, thương lái ngưng thu mua, người trồng chuối bỏ vườn. Kon Tum, liên tiếp phát hiện gỗ lậu vô chủ. Quảng Ngãi bắt thêm một vụ vận chuyển ma túy qua bưu điện.